Ta không chừa cho mình miếng nào hết vậy trời. Sao? Đói bụng rồi đó hả? Cô bé giỏi hơn. Không phải chuyện của anh. Mệt quá giận hờn hoài. Thôi bây giờ công chúa muốn ăn cái gì nói đi nè. Nô tài đi nấu cho ăn nè. Nếu mà nô tài nhà ngươi đã có lòng thì công chúa muốn ăn mì gói. Bộ bệnh không có bán mì gói cho ăn hay gì mà về đây đòi ăn mì gói. Thì giờ có nấu không? Đây. Mùi thơm quá. Mì gói ốp la trong truyền thuyết. Đúng ý công chúa chưa? Vì tô mì gói này mà tạm tha cho anh đó. Ý dạ. Khoái rồi, khoái rồi. Sao? Sao về sớm vậy? Tự ngủ lại qua đêm chứ. Nói bậy bạ không? Chị của em ở với ba mẹ, anh ở với bà nội. Sao dám ngủ qua đêm? Anh làm như hai người trong sáng lắm vậy? Anh thì quen biết bao nhiêu cô rồi. Chị cũng sắp đám cưới tới nơi rồi. Nè, em gái của anh là du học nước ngoài đó. Tư tưởng tiến bộ lắm. Không cần phải giấu em đâu. Chỗ em gái thân thiết em nói thẳng nè. Anh chị phải sống thử đi chứ. Lỡ kết hôn về rồi không hợp, bi kịch lắm mà. Hay quá ha. Học ở nước ngoài xong rồi tư tưởng nước ngoài ha. Thử đồ ha. Mới hồi cấp 3 đây à. Cãi lộn với Xuân Thông. Nắm tay nhau có bầu. Giờ đặt sống thử đồ. Rồi qua bên đó nắm tay được. Ông nào chưa? Chắc có cơ hội à. Em nhìn như vậy á mà mấy bạn bên đó nói là em chưa đủ tuổi vị thành niên, cho nên đâu ai muốn hẹn hò với em đâu. Rồi thêm cái là em học không có giỏi bằng người ta, cho nên cấm đầu cấm cổ không. Thời gian đâu mà yêu với đương mà nắm tay. Thì thương ghê. Thôi bên đó nắm tay không được, mấy về đây kiếm ai nắm tay đi. Chỉ cần anh hai cô ưng con mắt thôi là nguyên cái nhà này anh bao ưng hết. Ông nói rồi đó nha. Trời ơi, ngon quá. Cái này em phải ăn hai tô mới đã cái nương của em á. Hai tô? Nói gì thì nói nha. Đồ ăn bao nhiêu món ngon giật lạ, nhưng mà cái mì gói quốc dân này vẫn là số 1. Ê, ăn nhiều như vậy là em có bạn luôn á. Mỗi lần mà buồn lên là phải ăn hai tô hủ tiếu, mà ăn hai tô hủ tiếu đặc biệt luôn. Đang ăn ngon tự nhiên nhắc tới rồi. Thôi, làm bạn với lại cái chị đó đâu. Người gì nhỏ hơn ta bắt gọi bằng chị. Nghe thấy bực bội rồi. Học bên nước ngoài về mình biết điều chút xíu đi nha. Cái gì cũng biết, hay có biết điều là không biết thôi à. Nói người ta nhỏ tuổi hơn mình á, mình lớn tuổi hơn người ta phải biết cách cư xử hơn người ta chứ. Thì tại lúc đó làm em giận quá cho nên mới vậy. Mà cũng tại anh hết trơn á. Tự nhiên đi cầu hôn người ta rồi không nói gì cho em biết hết. Mắc mớ gì mấy người về đây mấy người không báo cho tôi biết trước hả? Tính surprise tôi hả? Tôi không thấy bất ngờ gì hết trơn á. Phải mà nói cho tôi biết trước rồi là tôi nhờ giúp. Dù sao học bên nước ngoài thì người ta cũng có nhiều chiêu trò hơn chứ đúng không? Tại em mải mê chinh chiến yêu đương quá à, có quan tâm gì đến em đâu mà tự nhiên đi cầu hôn vậy? Ủa bây giờ đúng lúc rồi không cầu hôn chứ đợi chừng nào mới đi cầu hôn người ta? Vậy anh quên gì thanh dân thiệt rồi hả? Chắc vậy. Thôi lên ngủ nha. Nè, mới bệnh về chắc chưa quen múi giờ ở đây đâu ha. Ví dụ như mà mình ăn xong mà mình không ngủ được á, mình đi rửa chén đi. Rửa chén xong mà không ngủ được luôn á, mình lau nhà, quét nhà ra kia, tưới cây, dọn nhà đồ hết á, thế nào mệt quá cũng ngủ được à. Bye. Bye. Mấy đứa nhỏ đâu? Sao giờ này chưa chịu xuống ăn sáng nữa? Thì tụi nó thay đồ, xong rồi mới ăn sáng rồi đi làm luôn. Dì Tư, lên kêu tụi nó giùm tôi nha. Dạ. Nè ông, tôi có thầy rồi. Lần này con Yến chắc chắn lấy được chồng. Lấy được chứ sao không? Bà yên tâm đi. Bây giờ chỉ còn lo cho thằng Tùng thôi. Tôi hỏi chị em bạn gì rồi, được tới 2 mối lận. Chứ suốt ngày thằng Tùng nó cứ lo YouTube đi YouTube gì đó, đâu có mê gái đâu. Biết rồi chừng nào nó mới có vợ. Bà phải xem xét kỹ thân thế của người ta nha.
Xem kỹ chứ. Tới hai mối mà. Một đứa là con của bà Hường Hải Sản, dễ thương, dễ nhìn. Còn một đứa ha, là con của Sắt Thép Thế Vinh, con gái một đó. Mà nó giỏi y hệt ba nó luôn. Có điều hơi xấu nhẹ. Chọn đứa thứ hai đi. Gì? Đứa thứ hai hả? Trời ơi, vậy nó đâu có xứng với thằng Tùng đâu. Con gái một, giỏi kinh doanh nữa. Tôi thấy được đó. Ăn sáng đi con. Dạ. Dạ cho mẹ. Dạ, con mời mẹ ăn sáng. Tùng nè, con biết con gái nhà Sắt Thép Thế Vinh không? Dạ không ba, sao vậy? À, bà thấy con nhỏ đó được đó. Bộ ba muốn cưới vợ hai hả? Cái đó bà hỏi mẹ chứ sao hỏi con được. Cái thằng này cưới vợ cho con đó, cái chuyện tào lao không à. Cưới cho con hả? Chứ ai. Thôi, con không có vợ đâu. Con chưa muốn, rồi khi nào con mới muốn? Rồi khi nào con mới chịu cưới vợ? Con đẻ cháu cho ba mẹ ấm bồng chứ. Thì hãy Yến đó, bây giờ mẹ kêu nhà bên kia cưới cho mau đi, rồi xin cho mẹ một đứa cháu ấm bồng. Nhưng mà mẹ muốn con cưới vợ, mẹ muốn có cháu nội. Cháu nội của mẹ là cháu trai, để cho ba con còn huấn luyện nó, cán đáng công ty. Chứ con cứ lông bông như vậy hoài, rồi ai nối nghiệp Hà Giang? Mẹ con nói đúng đó, thành gia mới lập nghiệp, lấy vợ đi con. Con sẽ lấy á, khi con muốn lấy. Và con sẽ tự tìm vợ cho con. Ba mẹ đừng có chọn cho con nữa. Ba mẹ cứ chọn toàn là con giám đốc này, con giám đốc nọ không à. Ba mẹ tìm dâu hay tìm đối tác vậy? Nè, hôn nhân cũng như kinh doanh vậy, cái gì mình cũng phải đầu tư hết, tính toán thiệt hơn nữa. Con thấy con Hải Yến không? Đối tượng lần này của nó quá tốt cho công ty mình đó. Thôi, con tới giờ quay rồi. Ừ, con đi trước nha. Ôi, ba mẹ ở nhà nha. Con ăn chưa xong mà. Dạ xong rồi, con ngon rồi. Con đi trước, dễ giờ con ơi. Cái thằng này. Nói tới là đánh trong lãng. Ăn tiếp đi ông. Tôi cũng đi làm đây. Tới ông nữa. Chưa ăn xong mà. Ê, Yến Yến, vô ăn sáng nè con. Dạ. Con mời mẹ ăn sáng. Ừ. Công ty con đâu có khắt khe giờ giấc gì đâu phải không? Dạ. À, hôm qua con đi qua nhà Hoàng Thiên sao rồi? Dạ, chị cũng bình thường. Bà nội thì hồ hởi, em gái nước ngoài về thì hời hợt. Còn ba thì không thấy đâu. Trời, kệ đi. Miễn có bà nội ủng hộ là chắc chắn rồi. Mẹ nhìn thằng Hoàng Thiên á, mẹ cũng có cảm tình nữa. Chứ đâu có sâu sâu thăm thăm giống như thằng Khôi đâu. Mẹ, mẹ làm ơn đừng có nhắc tên ấy nữa được không? Nhắc gì? Cũng may là mẹ khó đó. Mẹ bắt con phải giữ gìn với thằng Khôi. Vậy mà hay. Chứ đàn ông bây giờ lăng nhăng cỡ nào đi nữa thì cũng thích lấy vợ trong trắng như tuyết vậy đó. Thôi mẹ, mẹ làm ơn đừng có nhắc cái chữ tuyết đâu được không? Con giữ cái chữ đó lắm luôn á. Thôi con đi làm đi. Cái gì vậy? Yến, tự nhiên bỏ đi ngang à? Nhà ăn sáng bốn người đi hết trơn, còn có mình tôi à? Nghỉ khỏe luôn đi, khỏi ăn gì nữa. Thơm quá, đúng là hương vị của quê hương rồi. Trời ơi, đâu ra một người con gái vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như mình. Người như mình xứng đáng có 10 người yêu. Để gọi bà nội ra. Ý nội. Trời ơi, cái mùi thơm quá. Con nấu đó nội. Phở hả? Dạ. Ôi sao giỏi vậy con? Dạ. Nội tưởng là ở bển chắc thích ăn hamburger hơn chứ. Không có đâu nội, con thèm đồ ăn Việt Nam dữ lắm. Nội, nội thử đi, con thức từ 5 giờ sáng lại nấu á. Thơm quá vậy ta. Ghê không, ghê không? Ngồi xuống ăn đi, ngồi xuống ăn đi. Em nấu hả? Em nấu chứ ai. Thiệt luôn. Thiệt. Đi du học tốt, đi du học nhiều một xíu đi. Ăn thử đi xem có ngon không. Rồi mai mốt thấy ngon quá đừng bắt em nấu hoài nha, không có rảnh đâu. Ba. Con nhớ ba quá. Ba ơi, con gái đáng yêu của ba về rồi nè. Ủa sao con không lớn được miếng nào vậy anh? Trời ơi, con
con gì mà không lớn hả? Bà thấy con xinh đẹp hơn hả? Ừ, xinh hơn chút á. Ủa, mà sao con về ba không ngạc nhiên gì á vậy? Phong nó báo ba biết trước rồi. Cái ông nội Phong này, nó dặn là phải bí mật rồi mà nói tùm lum tùm la người hết trơn. Ba ngồi xuống đây đi, con có làm món phở cho ba ăn nè, ba ngồi xuống. Con cầm cho. Ba ngồi xuống đi nha. Để con lấy phở cho ba ăn nha. Mẹ, đây, phở nóng hổi ra rồi đây. Trời, con nói thiệt với ba luôn á, nhiều khi con không hiểu sao con giỏi dữ vậy luôn á. Mời ba. Chà, lúc này nói nhiều hơn xưa ha con. Dạ, con mời bà nội, con mời ba, mời anh hai. Ngon lắm con. Thì các ba. Ừ. Ủa ba, hôm qua ba đi đâu hả? Con đợi ba cả đêm luôn á. Đợi ba về để làm cho ba bất ngờ mà đợi hoài không thấy ba đâu hết trơn. Con mệt quá con ngủ quên luôn. Sáng nay mém xíu không dậy nổi nơi để nấu phở luôn á. À, tại vì lúc này công ty nhiều việc quá con, cho nên là ba phải ở lại làm khuya rồi ngủ lại đó luôn. Công việc cũng nhiều thiệt ha. Ăn đi con. Ba nhớ là con nói tháng sau con mới về mà. Thì con phải về sớm để dự mừng thọ của bà nội. Ba đừng nói cho con ba quên nha. Con bé này làm sao ba quên được chứ. Hơn 20 năm rồi nhà mình mới có dịp mà ngồi ăn chung vậy. Cũng phải cảm ơn Hải Yến, nhờ nó mà mẹ con vui vẻ lại. Bác sĩ có nói là nếu như mẹ con được dịp gặp gỡ người thân nhiều á thì từ từ mẹ con sẽ hồi phục lại. Nội, hay là hôm mừng thọ nội mình đón mẹ về đây cho nội. À, con đưa Hải Yến qua rước mẹ con luôn ha. Dạ. Thì chắc vui lắm hả nội. Mẹ, không mấy cái bữa đó con đưa anh Tiết về luôn ha. Nói cái gì vậy? À, ba con thích ăn một chén tái nữa. Con vô con làm chén tái cho ba nha. Tại ba con làm việc nhiều lắm, cần ăn tái cho bổ mà. Chết. À, dạ. Con bị cái gì vậy? Đưa vợ con về mừng thọ cho mẹ, con không một câu thăm hỏi. Nổi cái chuyện mà con đưa Ánh Tuyết vô công ty làm là mẹ đã nhân nhượng lắm rồi. Bây giờ được đặt chân lên lần đầu hả? Mẹ còn sống là con không có được đưa ai về nhà này đó. Chừng nào mà con còn sống, con nhỏ đó cũng đừng có hòng tới gần mẹ con. Chuyện này không liên quan tới con. Có liên quan tới con đó ba. Calm down. What happened? Anything wrong here? Nói tiếng Việt. Dạ con. Nội xin lỗi. Con xin lỗi tại con. Con ý của con là chuyện gì xảy ra vậy? Bộ trong những năm con đi, nhà mình có tin gì mới mà con chưa kịp cập nhật hả? Ba, Ánh Tuyết là ai vậy? Sao nghe tên lạ quắc vậy? Để có dịp ba sẽ nói cho con biết. Thôi con ăn đi. Dạ. Cảm ơn con gái của ba nha. Đó, để ba thử cái coi nè. Nè tiểu yêu, đi làm không tới tòa soạn tự nhiên bắt trở ra đây chi vậy? Xăng lên giá nha, chạy vòng vòng ngoài hao xăng à. Tại tôi ngại gặp mọi người quá à. Vừa bị hủy hôn xong rồi bây giờ lại được cầu hôn. Bộ người ta nuôi cơm cô hay gì mà cô ngại với người ta? Thì bây giờ ai hỏi cô cứ nói là hôm bữa tôi chọn lộn, hôm nay tôi chọn lại được không? Tôi mặc dày như anh cũng đỡ, nhưng mà tôi là con gái mà.
bị nhiều điều tiếng lắm, anh không biết đâu. Không biết sau này anh mà nói chia tay tôi hả? Trời ơi, chắc đó là người ta cười thúi mặt. Bớt nói. Nhẫn cầu hôn rồi, sao không đeo? Tôi cất trong cặp nè. Tại vì mắc tiền quá tôi đâu có dám đeo đâu. Sợ rớt mất là anh bắt đền tôi thì sao? Đây, mắc mệt. Mất đi tôi mua cho chiếc khác. Thấy không? Thấy không? Mắt nhà nghề ghê không? Nhìn cái ngón tay là biết đeo nhẫn số mấy. Mua một cái đeo vừa y chang luôn. Đừng có nói là thấy tôi đeo nhẫn cầu hôn xong rồi tưởng tượng tới ông nội tôi đang cầu hôn tôi nha. Nha. Ủa, nhẫn của ông tặng cô đâu rồi? Quăng xuống sông à? Quăng xuống sông á? Trời, cái đồ quan phí này. Xong để bán thì như quăng xuống sông. Ít nhất bán cũng được cái bữa mà hả, hát karaoke bét nhà từ đêm tới sáng của cô cũng trả được tiền bữa đó chứ bộ. Thằng Kèo dễ sợ luôn á. Mà dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh nha. Đã đi giải sầu cùng với tôi, rồi còn hứng chịu mọi rắc rối từ tôi nữa. Đã vậy rồi còn giả cầu hôn tôi để tôi được ở lại. Yên tâm đi, nhất định là tôi phải giữ cô ở lại rồi. Tại vì cô mà đi rồi á, đâu có ai gây rắc rối cho cuộc đời tôi nữa. Vậy thì cuộc đời tôi nhàm chán lắm ha. Ê, bà nội tôi sắp mừng thọ rồi đó. Bà nội tôi nói là dẫn cô về. Bà nội tôi còn nói là ba tôi á phải dắt mẹ tôi về, mà ba tôi á thì muốn dắt cái bà phù thủy kia về. Nhà tôi vui quá ha, giống như cái bùng binh vậy, vòng 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 vòng. Bởi vậy anh rút kinh nghiệm từ ba anh đi, đừng có dẫm vào vết xe đổ của ba anh nữa để làm khổ người phụ nữ khác. Mà tôi nghi lắm, tôi nghi á là anh còn gây nhiều rắc rối hơn ba anh nữa. Đừng có nói cái giọng đó với tôi nha, tôi sẽ không bao giờ giống ba tôi đâu nha. Đi tới tòa soạn làm việc đi. Tôi đi về công ty họp đây. Ê, quên nữa. Ừ. Lát hồi về công ty họp á, tôi sẽ gặp người yêu cũ có người yêu mới á, người thương đã từng á. Không biết là có muốn gửi gắm gì cho người ta không, để tôi gửi giùm cho. Anh gửi cho tôi một cái đá được không? Bậy rồi. Đối tác chiến lược công ty của tôi đó. Tôi mà gửi ông cái đá là bà nội tôi đá tôi ra khỏi công ty luôn. Chứ không phải anh muốn như vậy mà. No 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 no. Bây giờ mình khác rồi bạn. Bây giờ mình sẽ bằng mọi giá ở lại công ty, bởi vì bây giờ mình đã có động lực làm việc rồi. Nam đi công tác lâu quá vậy chị? Chắc là do nhiều việc đó cô. Thiệt á. Rồi còn thằng Thiên với con Quanh nữa. Đi chơi với bà nội thì lâu thiệt lâu. Tới giờ mà cũng chưa chịu về. Tụi nó còn phải đi học nữa đó. Đang nghỉ hè mà cô. Cô cứ để tụi nó đi chơi đi. Chứ tụi nó mà về hả làm ồn, cô lại mệt nữa đó. Hoàng Thiên á thì nó còn lo đi học, chứ Hoàng Quanh á nó còn nhỏ xíu à, mình đâu có lo gì đâu chị ha. Ồ ha, em phải vô nấu cơm cho anh Nam, chắc là hôm nay ảnh về đó. Cô ơi, cô để đó đi, để tôi nấu cho. Chứ cô mà vào bếp á lỡ có chuyện gì á không được, em phải nấu cơm cho anh ăn chứ. Ý mà chị, chắc là thằng Thiên á nó cũng chưa có ăn cơm đâu. Chị kêu nó về ăn đi để còn đi học nữa. Mà thiệt á, nó đi đâu cũng không biết nữa. Để em đi tìm nó nha. À cô ơi, hai đứa nhỏ đi chơi với bà nội rồi mà. Hay là cô vô nhà đi, chứ cô đang bệnh đó. Nếu mà cô có chuyện gì á, bà trách tôi á. Chị, có ai đứng ngoài cửa kìa. Anh Nam về đó. Đi ra mở cửa cho anh đi. Anh Nam về kìa.
cô ơi cô, dạ không phải đâu, chắc là người đi đường á cô. Thôi mình vào nhà nha cô, nha nha. Đi cô, đi đi đi. Giữa muôn ngàn nhân duyên thế gian, cảm ơn cuộc đời mang đến yêu thương. Con được làm con của mẹ. Trời đất ơi, con gái, hey, nè, sức khỏe con sao rồi? Mà sao con không ở nhà nghỉ ngơi thêm đi cho khỏe? Con đỡ nhiều rồi, con thấy ba bận quá, với lại sắp tới còn phải lo việc hợp tác với Hà Giang, con không thể nào nằm ở nhà yên được hết. Con làm việc rất là có tâm, công tư rõ ràng, chẳng bù lại cho anh hai của con. Cứ lo chạy theo con gái nhà người ta, công việc chẳng thèm ngó ngàng hết. Ba à, ba đừng có buồn nha. Nếu như mà con trai không giúp được gì cho ba, thì ba để cho con gái giúp ba nha. Ba cảm ơn con. À, Hoàng Oanh nó về rồi đó con. Nó tính vô công ty học việc, chắc là ba sẽ đưa nó vô phòng con nha. Hoàng Oanh trước giờ nó chỉ biết ăn học không à, không biết cái gì hết á. Con giúp em đó nha. Dạ, ba cứ yên tâm. Nhưng mà không ngờ con lại còn có thêm một cô em gái. Ba chưa nói chuyện này cho Hoàng Oanh biết. Ba tính là đưa nó sang gặp mẹ con, rồi nói cho nó biết luôn. Lỡ như lại có thêm một người chống đối thì sao hả ba? Không có đâu con. Ba tin chắc một điều, Hoàng Oanh nó phải khác Hoàng Thiên. Nè, sắp tới là mừng thọ bà nội đó. Ba nghĩ là con nên có chút quà cho bà nội nha. Bà nội bây giờ đã chấp nhận con làm cháu rồi. Vậy còn mẹ con thì sao ba? Thật cái tâm của ba, ba muốn là mẹ con gặp bà nội lắm, nhưng mà bà nội không thích. Thôi, ba hứa, để từ từ ba sẽ sắp xếp nha. Dạ. Hải Yến, Hải Yến, em làm cái gì mà cứ lấp la lấp ló ngoài đó vậy? Vô đây chị biểu. Dạ. Vô đây chị biểu. Dạ. Sao? Em ngại gặp mọi người quá à. Ngại thì em nghĩ đi, khỏi gặp. Thôi, nó có được. Vậy thì á, ngại là thất bại, em phải đối mặt. Chọn lộn thì mình chọn lại thôi, miễn sao á là mối sau ngon hơn mối trước là được rồi. Trời, chị nói y chang như Hoàng Thiên luôn á. Người ta sắp làm chồng của em rồi, đổi cách xưng hô đi chứ. Mà công nhận em đánh nhanh thắng nhanh thiệt ha. Vẫn đẹp quá à. Không biết bao giờ chị mới được cầu hôn bởi một chàng trai bên ngoài đẹp trai ấm áp, bên trong thì nhiều tiền đấy em. Chị yên tâm đi, trời sẽ không phụ lòng chị đâu. Sau này á, chị sẽ gặp được một người xứng đáng. Chị thấy á, ví dụ như là anh La Cà, anh trai của em cũng được đó. Rồi chị có chịu ở bên một cái người mà không có quan tâm gì tới kinh doanh hết, chỉ sống nhờ tiền YouTube không? À, suy nghĩ thiệt là kỹ mới trả lời nha. Thôi, không cần suy nghĩ gì hết, chị chịu luôn. Trời đất ơi là trời, em thấy chị mê anh như em dữ lắm rồi đó. Không mà cũng được. Nếu mà chị về nhà em á, thì chị sẽ giữ tiền, giữ gia sản giùm anh của em. Lúc đó mẹ em không cần phải ngày đêm mất ngủ vì sợ con rể cướp mất tiền của mình. Chị nhất định á, là sẽ biến Hà Giang trở thành một tập đoàn giải trí hàng đầu Việt Nam.
Hay quá em ơi, xuất sắc quá luôn. Lý thuyết em nói hay quá, em thực hành thử anh xem. Dạ. Có cái miệng nói không à? Hải Yến, anh cảm ơn em nhiều lắm nha Hải Yến. Nhờ có em mà tòa soạn này được thơm lây. Nhưng mà thơm lây cái kiểu này anh đau tim quá. Các bạn nhìn cái gì? Nhìn đây nè, không cần phải nhìn tôi. Đây là Hải Yến, một phóng viên giỏi với những bài báo hay đạt triệu view. Nhờ những bài báo đó mà Hải Yến đem về cho tòa soạn chúng ta những hợp đồng béo bở. Các bạn phải nhìn theo là tấm gương để mình học hỏi chứ. Đầu để làm gì? Nó phải để mọc tóc, để suy nghĩ. Mình tìm ra những cái đề tài hay để mình viết những bài báo xuất sắc đạt triệu view như vậy chứ. Mình làm sao để mình xứng đáng được cái vị trí mình đang ngồi ở đây và xứng đáng cái đồng lương mình được lãnh. Gật đầu cái gì? Làm việc đi. À Hải Yến, anh chỉ nói các bạn vậy thôi chứ anh không nói em nha. Dạ. Với lại em cứ yên tâm làm việc. Em thấy đó, hồi nào giờ anh đâu có đuổi ai đâu, đúng không? Anh qua đây anh chỉ nói vậy thôi. Hai chị em cứ tiếp tục bàn công việc đi ha. Anh ra ngoài. Dạ. Cố lên nha. Yeah. Dạ. Nghe hoài mà em thuộc luôn. Ừ, chị cũng thuộc nữa. Những thỏa thuận của mình đưa ra, cậu nghĩ bên Nam Thiên sẽ chấp thuận chứ? Ban đầu bên đó muốn hợp tác với Kim Ngọc, rồi bây giờ bà ta lại muốn mở rộng các nhà đầu tư để phát triển dự án. Nam Thiên nhảy vô chắc chắn sẽ có được sự hậu thuẫn của bà ấy. Nếu không có chuyện lùm xùm của mấy đứa thì không có rắc rối như vậy. Bên đó lại có ý muốn hợp tác để tạo kết thông gia. Tôi không thể không đồng ý. Cậu cũng biết đó, tôi với ông Nam không ưa gì nhau mà. Dạ, cậu xin lỗi chú. Thôi, chuyện qua rồi. Bây giờ trông cậy vào cậu đó. Cậu làm sao thỏa thuận để Hà Giang có lợi nhất. Không thể để bên đó qua mặt được. Dạ, không biết đâu. Trong phúc có quà, trong quà có phúc. Mình lại có cơ hội để tiếp cận Nam Thiên. Ông ta cũng đâu chịu thua trong chuyện này. Lại còn ra vẻ khó xử với mình nữa. Chào anh. Chào, rất vui được hợp tác cùng Nam Thiên. Không có gì, chúng tôi là bên đến sau, nhưng đã mạo muội tổ chức cuộc họp ở đây, anh không ngại chứ? Trước sau gì mình cũng là người nhà mà. Bà Minh có lời mời, sao tôi không đến được chứ? Mời anh ngồi. Minh ngồi. À, sẵn đây tôi nói luôn ha, anh Tuyết con gái tôi sẽ phụ trách bộ phận marketing cho dự án này. Dạ, con hy vọng là sẽ được mọi người giúp đỡ. Dự án này là do Đăng Khôi lấy được từ bà Kim Ngọc. Chúng tôi kêu gọi vốn, nhưng chủ tịch của Nam Thiên có lời đề nghị góp vốn. Mọi việc đã được giải quyết xong và chúng ta lên chung một con thuyền. Tôi hy vọng là hợp tác này của chúng ta sẽ tốt đẹp để thuyền chúng ta vươn ra biển lớn. Tôi cũng rất là hy vọng ngày hôm nay hai bên chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận tốt nhất cho dự án này. Hoàng Thiên được chủ tịch chỉ định phụ trách dự án này, nhưng bây giờ vẫn chưa tới. Chúng ta có nên chờ không? Không cần đâu, có tôi ở đây rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Xin chào mọi người. Xin lỗi tôi tới hơi trễ. Nhân vật quan trọng hãy tới cuối cùng lắm. Chào ba, chào chú. Mọi người bắt đầu cuộc họp đi. Ủa, có trợ lý của tôi ở đây nữa hả? À quên, lên chức rồi ha. Chào anh hai. Em phụ trách bộ phận marketing của dự án lần này. Vậy hả? Nói tôi nghe chi vậy? Tôi đâu phải sếp của cô. Được tự đi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để tìm ra hướng đi tốt nhất cho dự án này. Trước khi mọi người đi sâu vô chi tiết, xin mời giám đốc Hà nói sơ qua dự án này. Dự án này là do Đăng Khôi phụ trách, cứ để cho cậu ấy nói sẽ hay hơn.
Chào mọi người, tôi là Đăng Khôi. Tôi là người trực tiếp thương thảo dự án này. Mong lần hợp tác này giữa hai công ty chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Tôi cũng rất tin là sự hợp tác giữa Nam Thiên và Hà Giang sẽ thành công tốt đẹp. À, dự án này dù sao tới giờ vẫn chưa có tên. Mọi người cho ý kiến đi. Tôi nghĩ mấy chuyện này nên giao Tụi Trẻ sẽ hay hơn. Thế nào, giám đốc marketing? Dạ, con nghĩ dự án này anh Khôi theo đầu tiên mà. Tôi thấy anh dành nhiều tâm sức cho dự án này lắm. Sống chết vì dự án này. Hay mình lấy tên của anh đặt cho dự án này đi. Mình gọi là dự án Đăng Khôi, ghi nhận công lao của người đã đi tiên phong cho dự án này. Mọi người thấy hợp lý không? À, cũng hay đó. Hoàng Thiên quả là khiêm nhường đó. À, theo tôi biết á, cậu cũng đầu tư khá nhiều công sức vào cái dự án này. Dạ đúng là con cũng dành nhiều tâm sức cho dự án này lắm chú. Nhưng mà anh Hùng khó qua ải mỹ nhân lắm. Cho nên dù sao mình cũng phải ghi nhận công lao của anh Khôi, đúng không anh? Nếu không ai có ý kiến gì hết, vậy thì tôi sẽ tuyên bố dự án Đăng Khôi chính thức bắt đầu. Hợp tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn anh đã dành chút ít thời gian quý báu tới đây để chúng ta có dịp hợp tác. Hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ đạt được những thành quả tốt đẹp. Chắc chắn rồi. Xin phép anh. Chào anh. Cảm ơn anh hai đã ủng hộ em. Sao cô hay quên quá. Tôi nhắc lại lần cuối cho cô nhớ nha. Tôi chỉ có một đứa em thôi. Nó tên là Oanh. Ok. Ủa ba, ba định đưa con đi gặp người tên Thu Cúc đó thiệt hả? Oanh à, bây giờ con đã lớn rồi. Ba nghĩ con cần phải biết một số chuyện, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới cuộc sống của con sau này đó. Cái gì mà nghiêm trọng dữ vậy ba? Ba làm con hồi hộp quá. Ủa ba, cái đường này rẽ phải vô là vô tới nhà mẹ nè. Con qua thăm mẹ chưa? Con qua rồi, nhưng mà con không có dám vô. Tại dù con có vô thì mẹ cũng đâu có nhận ra con đâu. Mẹ chỉ nhớ Hoàng Quanh nhỏ xíu hồi 5-6 tuổi thôi. Mà con nói thiệt với ba, mỗi lần gặp mẹ con sợ lắm. Con sợ là mình sẽ nói sai gì đó rồi khiến mẹ kích động, rồi mẹ khóc lóc gào thét. Ba xin lỗi con. Cũng tại vì ba mà mẹ con mới bị như vậy. Con không có được tình thương và sự chăm sóc của mẹ. Tính ra con thấy anh hai sướng hơn con. Anh được ở với mẹ tới tận 9 tuổi lận. Biết bao nhiêu là ký ức đẹp luôn. Còn hồi đó con nhỏ xíu xíu. Có khi vậy mà hay con à. Bởi vì điều đó sẽ giúp cho con sống vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ đó. Sao ba nói gì khó hiểu quá vậy? Mẹ, mẹ đừng có lo quá. Sao mà không lo cho được hả con? Không biết là con bé đó nó có hiểu và thông cảm cho mẹ không nữa. Mẹ yên tâm đi, còn có con và ba, đừng có lo quá.
vậy đó con à. Trong chuyện này, ba không dám khẳng định ai đúng, ai sai. Nhưng ba mong con hãy hiểu cho ba. Vậy chị này là chị gái cùng cha khác mẹ của con? Vậy cũng tốt. Từ nhỏ đến lớn con đâu muốn có một người chị, chứ cứ chơi với anh Xuân Phong với anh Hai hoài chán chết. Con không giận ba sao? Dù sao cũng là chuyện trong quá khứ rồi mà ba. Mẹ con giờ sống trong ký ức hạnh phúc, không ai làm phiền ai nữa là được. Ba cảm ơn con. Cũng tại ba mà mẹ con bệnh, con đã không có được tình thương và sự chăm sóc của người mẹ từ lúc con 5-6 tuổi cho tới giờ. Khi đi du học ở nước ngoài, con học được một điều, đó là bản thân mình không có quyền phán xét cuộc sống của người khác. Con nghĩ mỗi người đều có một cuộc sống riêng, một suy nghĩ riêng. Con tôn trọng điều đó, chứ con sẽ không can thiệp sau. Quanh đúng là người được đi du học ở nước ngoài, tư tưởng cũng rất là thoáng. Chị là Ánh Tuyết, mặc dù chị chỉ lớn hơn Quanh một vài tháng, không biết là Quanh có vui lòng cho chị là chị gái của Quanh không? Được chứ. Em là Hoàng Quanh. Em nghĩ có thêm một người chị gái với chị chắc sẽ vui lắm. May quá. Chị bây giờ cũng chưa có lập gia đình, cho nên là cũng rất là tự do. Ba mới cho chị một chức nho nhỏ ở công ty. Chị nghĩ là sắp tới chị và em sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ để trò chuyện với nhau nhiều hơn. Quanh biết không, từ nhỏ chị đã có ước mơ là trong nhà có thêm anh chị em để cùng vui chơi với mình. Nhưng mà suốt ngày cứ lủi thủi với mẹ không à. Nhiều khi đi học còn bị bạn bè chế giễu là đồ không cha nữa. Những lúc như vậy chị thèm có người bảo vệ mình lắm. Thôi mấy cái chuyện cũ mà không có vui trong quá khứ bỏ qua đi chị. Nhưng mà có chuyện này không thể bỏ qua được. Em nghe nói chị Hà Yến làm chị bị thương dẫn đến sảy thai, điều đó có đúng không? Tại sao mà mình không báo với cơ quan chính quyền để điều tra, để bắt chị ta phải chịu trách nhiệm chứ? Ngoài cái lý ra còn cái tình nữa con à. Mình là người Á Đông, vì vậy cho nên cái tình luôn đặt nặng hơn. Hơn nữa Hà Yến giờ đây cũng sắp là người một nhà rồi. Bây giờ mình đem chuyện này ra truy cứu, gia đình sẽ xào xáo, chị em khó mà nhìn mặt nhau được lắm. Mẹ con cô thì cũng đã diệt tuyệt thói quen rồi. Thêm chuyện này nữa chắc không sao. Cũng chỉ tại anh Hai muốn cưới chị Hà Yến làm vợ, cho nên mới dung túng với chị ấy làm chuyện sai trái như vậy. Nhưng mà chị yên tâm đi, từ nay có em rồi, em nhất định sẽ không để chị Hà Yến làm gì chị nữa đâu. Chị cảm ơn em nha Quanh. Sao giờ này mẹ còn ngồi ở đây? Không vô ngủ đi. Hồi nãy trước khi ba về, ba còn dặn mẹ là ngủ sớm cho khỏe đó. Không ngờ con bé đã lại về phe mình. Con thấy tư tưởng của cô bé đó cũng hay á mẹ. Nếu như mà mình bỏ hết tất cả đi, có thể sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc hơn đó mẹ. Bởi vì con nhỏ đó chưa từng trải qua những gì mà mẹ con mình đã chịu đựng 20 năm qua. Mẹ chưa thể nào vui vẻ và hạnh phúc khi chưa đòi lại sự công bằng cho mẹ con mình.
Con bé lớn rồi nhưng mà hay giận dỗi. Đừng có để bụng nha Hải Yến. Để bụng sao không để bụng? Tôi không để bụng nó, tôi để bụng ông. Ông làm thầy mà ông dạy kiểu gì càng lúc càng chướng. Coi dạy được không được, tôi mướn người khác dạy. Học trò của tôi cũng là em của ông vậy. Vậy thôi khỏi dạy nữa đi. Ê, lát nữa nói với nội giùm tôi nha. Ba tôi bệnh tới không được. Tôi là cái bưu điện hả? Lát ông gặp nội ông tự nói với nội đi. Khoan. Ừ? Nhắc chú Hậu mới nhớ nha. Tôi thấy dạo này ba của ông là mặt mày xanh xao nè, mắt quần thâm. Về coi lại sức khỏe ba ông đi. Còn không dắt ba ông đi khám đi. Nhiều khi người lớn người ta có bệnh mà người ta hay giấu lắm đó. Ha. Vậy mà tôi nghĩ không ra. Cứ nghi ngờ ba tôi lung tung hết. Thôi, tôi vô trong uống nắng học trò đây. Lát gặp. Không ngờ anh như vậy mà cũng biết quan sát và quan tâm mọi người quá ha. Thấy im im vậy mà gì cũng biết. Cô sẽ còn bất ngờ về tôi dài dài. Chẳng qua là tại vì ở đây không thích thể hiện thôi. Ba tôi về rồi kìa. Sắp có kịch hay để coi rồi. Tốt chứ sao, có gì đâu mà kịch hay. Cô không biết chuyện gia đình tôi đâu. Ba em đưa mẹ em về rồi. Em phải làm sao? Thì em ra chào mẹ em thôi. Mẹ của em mà. Nhưng mà lỡ mẹ không nhận ra em, rồi mẹ lại khóc lóc gọi tên Hoàng Tiên để xin lỗi anh đấy. Trong tâm trí của mẹ em không hề có đứa con gái như em. Oanh, em đừng có nói vậy. Bởi vì Hoàng Tiên là người gặp nạn, cho nên ký ức của mẹ em chỉ có hình ảnh của anh ấy. Mẹ em cũng nhắc em mà, Hoàng Tiên mỗi lần thăm mẹ em về đều nói với anh. Mẹ em đều nhắc là bé Oanh, bé Oanh. Đó là bé Oanh hồi 5-6 tuổi, không phải bé Oanh bây giờ. Em bây giờ khác rồi. Oanh, tôi đưa bà nội ra đây nha. Anh lo mọi chuyện ngoài này nha. Em vô đón bà nội. Dạ, con chào bác Nam, chào bác gái. Chào con. Chào con. Dạ, con xin phép. Sao ông nói mỗi lần mẹ ông gặp ông đều nhìn lộn hình ba của ông? Sao bây giờ bác gái lạnh lùng vô cảm vậy? Chắc trong trí nhớ của mẹ tôi bắt đầu nhớ ra hình ảnh của người mà bà yêu rồi, cho nên làm lơ tôi. Giờ này chắc con bé Tuyết đang đợi ba tôi tới đón dài cổ. Đáng đời nó lắm. Gì vậy con? Mẹ con về thì con phải mừng chứ. Sao mà tự nhiên rồi con ra con làm nũng với mẹ, chứ tự nhiên ngồi đây con làm nũng với ba nội vậy? Hả? Con muốn làm nũng đâu, con tuổi thân mà. Thôi thôi, nội thương, nội thương. Không có tuổi thân nữa. À, dạ, hãy con chào nội. Vô đây con, vô đây. Thôi nội con mới tới. Ai là bà nội của chị? Làm gì xưng bà nội ngọt xớt vậy? Hổn nè. Con kêu người ta bằng chị. Như vậy là đã xác nhận là chị dâu rồi. Sống sao đừng để người ta nói giặc bên ngô cũng bằng bà cô bên chồng nha. Con không có làm bà cô bên chồng đâu.
chị ta bước chân vô nhà là con đi lấy chồng liền luôn á. Trời ơi vậy hả con? Nội nghe nội mừng quá trời luôn á. Nội mong là thằng Hoàng Thiên cho nội ẩm chắc. Nội mong là con đi lấy chồng đi ra khỏi nhà cho xong. Có như vậy á thì nội mới có thể mà yên lòng báo cáo với tổ tiên được. Nội, hôm nay là mừng 80 tuổi của nội mà. Nội thấy không, con đã giữ lời hứa là không có tổ chức rình rang để cho nội trốn ông trời rồi. Nghe nè, ba con đã đưa mẹ con về, giải quyết được biết bao nhiêu là khúc mắc ở trong lòng. Bây giờ các con cũng vậy chứ, phải thoải mái lên nghe. Thôi nội đừng có thiên vị nữa, nội cứ đòi ẵm con của anh hai hoài. Nội phải sống thiệt là khỏe mạnh để ẵm con của con nữa chứ. Trời ơi trời, sao khổ thân tôi vậy trời. Nội mà giải quyết cho mấy đứa cháu là tôi đã mệt lắm rồi. Rồi bây giờ là tính thêm mấy đứa chắc lít nhít nữa. Sao chịu nổi đây, khổ quá đi à. Nội thôi, bây giờ là mẹ về, mẹ ngồi ngoài chờ đó. Đi ra nói chuyện với mẹ đi, nghe con, cho mẹ con vui. Hả? Dạ. Nội ra. Ngồi xuống đây con. Dạ. Xuống đây. Ê ê, trời ơi sao lên lầu vậy? Đi ra ngoài sân, mẹ con ngoài sân á. Trời đất ơi, mấy đứa thiệt á, nó làm với bà nội già rồi, nó tưởng bà nội lẩn thẩn không biết gì á. Người trong cuộc mà làm sao bằng người đứng bên ngoài, người ta sáng hơn con. Ý nội nói là Xuân Phong với lại Hoàng Oanh hả nội? Trời ơi, con còn thấy phải không, ở trong nhà này ai cũng nhìn thấy và ai cũng đoán là hai đứa có một cái gì đó là lạ lắm. Từ hồi nhỏ xíu thôi nghe con là bà nội đã biết rồi. Trời ơi, bà nội chăm nó hồi bốn đứa tụi nó có chút chéo à, cho tới bây giờ nó lớn lên rồi đó. Bốn người hả nội? Con thấy có Hoàng Oanh, Hoàng Thiên, Xuân Phong, còn ai nữa nội? À không không, nội nhiều khi lớn tuổi nói lung tung vậy mà. Con à. Dạ. Cảm ơn con nghe. Nhờ có con đó mà mẹ của Hoàng Thiên là dần dần đã hồi phục rồi. Tâm tính không có thay đổi bất thường như hồi trước nữa. Gia đình cảm ơn con nhiều lắm. Và cả Hoàng Thiên nữa. Cũng nhờ có con, tuy là có nhiều chuyện rắc rối xảy ra, nhưng mà bây giờ nó đã chín chắn rồi. Nó đã chịu làm ăn rồi đó. Dạ, con có làm gì đâu nội. Anh là một con người tốt. Với lại con nghĩ là anh sẽ không có như xưa nữa đâu. Bây giờ con thấy anh trưởng thành hơn nhiều rồi đó. Nói gì nói thì vẫn phải cảm ơn con. Nội mong là sẽ có người ở bên cạnh nó giống như con vậy đó. Và nội mong cho Hoàng Thiên của bà nội lúc nào cũng bản lĩnh, lúc nào cũng tốt. Vậy ha. Dạ. À, con đừng có nhẹ nhàng với nó nha. Nó mà có cái gì là con phải nói với bà nội liền. Bà nội phụ với con một tay. Dạ. Anh hai, anh. Chào em. Dạ con chào ba. Con chào. Dạ. Ai vậy ba? À, đây là mẹ của Hoàng Thiên và Hoàng Oanh. Vậy còn mẹ con thì sao ba? Ba không đón mẹ con hả ba? Mẹ con đã hồi hộp và lo lắng suốt mấy ngày hôm nay. Vậy là ba đã có lựa chọn cuối cùng cho mình rồi hả ba? Con đi ra đây. Bà nội kêu ba đón bà ấy thì mới cho con tới đây. Để mọi chuyện xong xuôi rồi cha con mình về an ủi mẹ nha. Ba cũng khó xử mà. Con à. Anh Nam, đây là ai vậy? À, đây là... Mẹ, mẹ nhận ra ba rồi hả mẹ? Đây là anh Nam, là chồng của tôi mà.
Mà cậu là ai vậy? Đó là Hoàng Thiên. Là con trai của con tôi. Mẹ. Lệ Bình. Mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Con nhớ con. Hôm nay mẹ đẹp quá. Con gái của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp. Con gái chứ không phải con dâu đâu nha. Ủa, còn đây là ai vậy mẹ? Là Hải Yến. Là em họ của chồng con đó. Hải Yến thường xuyên qua thăm con nè. Rồi con còn nấu cơm cho ăn nè. Rồi còn tâm sự đủ thứ nữa đó. Thiệt vậy hả mẹ? Chết rồi. Lúc này đầu óc con nó quên trước quên sau. Xin lỗi em gái nha. Ủa mẹ, hai đứa nhỏ đâu rồi mẹ? Sao con không thấy đâu hết á? Kiểu này chắc là muốn trốn ở cái góc nào đó. Để con đi tìm khắp nhà đây nè. Tại sao vậy? Tại sao mẹ nhận ra tất cả mọi người? Mẹ nhận ra ba, bà nội, anh hai. Vậy mà mẹ không nhận ra con. Quang Quanh, Quang Quanh. Cô đứng lại. Đây là chuyện của gia đình tôi. Để người trong gia đình giải quyết. Xuân Phong. Dạ. Chạy theo nói chuyện với em. Nó chỉ nghe mình con thôi à? Dạ nội. Lê Bình. Dạ. Con dẫn em gái đi tìm mấy đứa nhỏ đi. Nếu mà mệt thì vô phòng nghỉ ngơi nghe con. Dạ. Mình đi em gái. Ờ nè. Cô cứ tự nhiên nha. Ở đây chơi. Nhà của tôi hiếu khách lắm. Nha cô. Con đi nha mẹ. Ừ. Dạ thưa bà nội. Dạ, con thay mặt mẹ con gửi quà mừng thọ đến nội. Con chúc bà nội luôn luôn. Cô nói là cái này của cô hay là của mẹ cô? Dạ, của con. Của cô thì tôi nhận. Cô là khách mời của con trai tôi. Chừng nào khai tiệc thì mời cô nhập tiệc nhé. Lại đây Hoàng Thiên. Dạ. Trời ơi, tôi nói tiệc mừng thọ nổi mà sao mà bong bóng đủ màu vậy con. Đây nè, hoa nè, trẻ trung ghê không. Mà nội vừa ý lắm nha, cách bài trí rất đẹp nè. Tại vì nội không muốn làm đình đang, cho nên hai đứa nó mới làm vậy á nội. Tụi nó nói là phải màu sắc giống như vậy á, để nội lúc nào cũng tươi trẻ hết. Nội biết là do Xuân Phong nó chủ đạo phải không? Nó hiểu ý nội, nó làm là nội vừa ý rồi. Honey à, con chúc Honey hôm nay sinh nhật á, lúc nào cũng tươi trẻ nè, đẹp, sống mãi với tụi con. Để tụi con còn báo hiếu Honey nữa. Phải sống lâu chứ con. Sống lâu để nhìn thấy các con sống yêu thương nhau và hạnh phúc nữa. Sống lâu để coi thế thái nhân tình ra làm sao. Và đặc biệt nha, là phải có chắc cho nội ẩm bồng, nội hung nữa đó. Quanh đây Quanh, anh vô được không? Quanh đây Quanh, anh vô được không? Quanh, anh ngồi cùng với em được không? Anh ngồi thì ngồi đi. Sao phải hỏi khách sáo như vậy vậy? Nhưng đây là giường của em mà. Giả lại anh là con trai nữa. Sao anh cứ phải xa lạ với em như vậy vậy? Anh không an ủi dỗ dạy em như hồi xưa được sao? Bây giờ chúng ta lớn rồi, không có như xưa nữa. Bộ lớn rồi thì phải cư xử xa lạ với nhau hả? Mẹ em cũng chỉ nhớ Quanh Quanh hồi con nhỏ. Gặp em bây giờ,
Mẹ nhận dưng coi em như người lạ. Anh cũng muốn đối xử với em như vậy đúng không? Bây giờ em thấy anh hết xa cách với em chưa? Em luôn là em gái bé bỏng của anh. Bây giờ em muốn nhõng nhẽo hay muốn khóc thì cứ khóc đi. Rồi từ từ mẹ em sẽ nhận ra em thôi ha. Không chịu đâu. Thôi ngoan đi mà. Nha Quân. Hoàng Thiên, Hoàng Quanh ơi, tụi con trốn ở đâu rồi? Thiên ơi, Quanh ơi, tụi con trốn đâu rồi? Chắc là hai đứa nó trốn ở trong phòng của Hoàng Quanh nè. Vô đây tìm nha. Thiên ơi, có không? Thiên ơi. Dạ chị. Quanh ơi. Chị, em nghĩ là Hoàng Thiên với Hoàng Quanh không ở trong đây đâu. Phòng của chị đẹp ghê á. Mình đi tham quan nhiều căn phòng khác nữa nha. Vậy hả? Dạ. Thôi mình đi chị. Vậy đi qua đây, nhiều phòng đẹp lắm nè. Đi, đi. Đi. Dạ, dạ, dạ. Xin anh vô phòng không chốt cửa. Anh với em trốn trong phòng rồi chốt cửa lại. Người lớn suy nghĩ gì? Nghĩ gì? Thì hồi nhỏ anh với anh hai mỗi lần trốn học tài là chui vô phòng em ngủ. Rồi anh hai bỏ đi chơi với chị Thanh Vân. Anh ngủ từ sáng tới đêm. À, em vừa học bài vừa phải canh cho anh ngủ. Em đi toilet luôn. Thì lúc đó em còn nhỏ. Còn bây giờ em nhìn coi, em lớn rồi chứ bộ. Em anh, em đi theo coi chị ta có làm gì mẹ không. Mẹ cứ chị em với chị ta nghe bực mình quá. Ờ vậy anh ở đây. Đây phòng của em hả? Đây là nơi hạnh phúc nhất của anh chị nè. Đây, cái giường này nè. Ở đây là chị hay ôm ấp, dỗ dành cho thằng Thiên nó ngủ. À, anh Nam thì ngồi bên đây, nhìn thằng Thiên hạnh phúc lắm. Rồi lúc thằng Thiên nó chập chững biết đi là đây đây, là nó đi tới đây để đứng chờ ba nó về. Mỗi chiều ảnh đi làm về đó, rồi mỗi buổi sáng là nó đứng đó nhìn theo dáng ba nó đi làm, rồi còn vẫy tay chào ba nó nữa. Mà không có hạnh phúc được nhiều như vậy đâu. Lúc đó à,
đúng rồi. Cái chỗ này nè, là chị hay ngồi ở đây ôm cái bụng bầu của bé Quanh. Mỗi đêm chờ nghe tiếng xe của ảnh về, mà chờ hoài không có thấy. Lúc đó chị cứ nói với bé Quanh: con ơi, con đừng buồn nha, ba không tìm được người ta thì ba sẽ về với mẹ con mình. Mà lúc đó chị cũng hư lắm, cứ mỗi lần cãi giả với ảnh cái chị nghĩ đến chuyện tự vẫn. Mà cũng may lúc đó bé Hoành nó cứ khóc ré lên đòi chị, rồi cái chị tỉnh dậy. À mà cũng hay nghe, thằng Thiên nó biết, nó sợ chị cứ ngửi quẩn, cho nên lúc nào nó cũng kè kè bên chị hết á. Chị, chắc chị đã tổ tâm nhiều lắm rồi đúng không? Ủa, sao mà em khóc vậy? Chị làm gì em buồn hả? Em đâu có khóc đâu, tại vì chỉ là bụi bay vào má em thôi chứ em đâu có khóc. Rồi rồi, em gái nín nín nha, đừng có khóc nha. Ha, em chờ chị một chút nghe, để chị lấy hình cưới của anh chị cho em coi. Hồi đó chị làm cô dâu đẹp lắm. Chờ một chút nghe. Đây nè. Hồi đó mỗi lần mà chị ngồi đây chờ ảnh về á, là chị cứ lấy ra chị coi không à. Có để ở đây thôi nè. Chắc là mẹ lấy mẹ cất rồi. Đợi chị nghe, đi chị chạy xuống chị hỏi mẹ nghe nghe. Bộ mẹ cất hết mấy cái album hình cưới của con với anh Nam hả mẹ? Con vô trong phòng tụi con không thấy đâu hết á. Con còn nhớ phòng vợ chồng con hả? Phải nhớ chứ mẹ, tại vì ở đó là tụi con vô ngủ hoài mà. Em sao vậy? Quanh nó nói gì cho em buồn hả? Không có. Hoàng Quanh, em làm sao vậy? Tại sao lại khóc? Cô ta làm gì em hả? Hoàng Thiên! Hoàng Thiên! Con! Đứng lại! Đừng chạy! Đừng chạy Thiên! Đứng lại đó, đừng chạy Thiên. Bình, Bình là cô ta, là cô ta, con đã phá nát gia can của tôi, cô ta đã cướp anh Nam của tôi. Tại sao vậy? Trả anh Nam lại đi, trả anh Nam lại đi, trả anh Nam lại cho tôi, trả anh Nam lại cho tao. Tại sao? Bình, tại sao? Bình tĩnh lại đi em. Em đừng đánh con bé nó có tội tình gì đâu. Nó không có tội. Vậy thì các con của tôi làm gì có tội? Anh nói đi, tại sao anh lại bỏ tụi nó bơ vơ như vậy? Anh không thương em thì anh cũng phải thương tụi nó chứ. Anh là cha của tụi nó mà. Em yêu anh mà. Em đã sinh tụi nó ra trên cuộc đời này mà. Tại sao lại như vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Các người,
người là ai? Tại sao lại ở đây? Còn con tôi, Quang Thị Yên đâu? Quanh quanh bé bỏng của tôi đó. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, Hoàng Thiên của con đâu hả mẹ? Bé quanh quanh bé bỏng của con đâu hả mẹ ơi? Mẹ ơi, mẹ ơi, con là Hoàng Thiên nè mẹ. Mẹ, con là quanh quanh của mẹ nè mẹ. Chị ơi, em gái, em gái biết con của chị ở đâu đúng không? Tụi nó đang trốn ở đâu đây nè? Đi tìm tụi nó giùm chị đi. Chị bình tĩnh nghe em nói nè. Chị không nhớ gì hả? Mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Chị nhìn đi, kìa, đây là anh Nam, chồng của chị đó. Còn đây là mẹ chồng của chị nè. Còn là mẹ. Mẹ. Hôm nay là mừng thọ 80 tuổi của bà, thì làm sao con của chị còn bé bỏng nữa, đúng không? Chị xem nè, đây là con trai của chị, năm nay đã 30 tuổi rồi, đang làm trong công ty của ba. Còn mình sắp lấy vợ nữa. Còn đây là Hoàng Quanh, con gái bé bỏng của chị đó, năm nay 26 tuổi, rất là giỏi luôn. Đi học ở bên nước ngoài, còn được bằng thạc sĩ nữa. Chị thấy Hoàng Quanh đang khóc không? Chị nhớ chị lắm đó. Khi sinh con ra, con cứ khóc nhè như vậy. Con có một cái vết sẹo ở bả vai, là lúc trước mẹ bất cẩn, mẹ đi lấy cháo cho con ăn, mà làm cho con bị phỏng. Con còn đau không? Con không có đau gì hết. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ cũng nhớ con lắm. Con là đứa nhìn thấy mẹ khóc nhiều nhất từ khi trong bụng mẹ lận. Mẹ thương con lắm, mẹ nhớ con nhiều lắm. Con thương mẹ lắm mẹ ơi. Con thương mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ, bà cỡ thế mẹ. Mẹ. Nam, đưa vợ con vào phòng mẹ, không đưa lên phòng hai vợ chồng. Ở đó có cửa sổ và lầu cao nữa. Dạ. Nội, mẹ con bệnh vậy có sao không nội? Con lo quá à. Không sao đâu con. Bác sĩ có nói là mẹ hay xúc động mạnh, và sau mỗi lần như vậy mẹ con sẽ ngủ một giấc, rồi tỉnh lại rồi khỏe khoắn mà. Thiệt hả nội? Ừ. Nội, con mừng quá. Cuối cùng thì mẹ cũng nhận ra con rồi. Sẵn có nội ở đây, con muốn cảm ơn một người. Cảm ơn chị nha. Cũng nhờ có chị mà mẹ em mới bình tâm trở lại để nhận ra em. Không có gì đâu. Mẹ em tâm lý còn bất ổn lắm, cho nên là cả nhà đừng có ai kích động bà hết. Chị nghĩ là nên cư xử bình thường là được. Nhưng mà em cũng hơi tiếc, tại vì chị không được xuất hiện trước mặt mẹ em với tư cách là bạn gái của anh hai em. Tại vì mẹ em cứ chị em với chị miết. Đâu có gì đâu. Nếu mà không kêu bạn gái thì xuất hiện với tư cách làm cô cũng được. Em thấy ý đó hay đó, được á. Em dám. Nè nè, hôm nay em tuyên bố luôn nha. Kể từ ngày hôm nay, nếu như mà anh dám đụng đến chị dâu tương lai của em á, là anh xong với em đâu. Dạ thưa bà nội, con xin lỗi bà vì chuyện lúc nãy.
Cũng tại con mà lúc nãy dì mới kích động như vậy. Con xin lỗi dì đã làm cho tiệc của bà mất vui. Bà đừng giận con nha bà. Oanh à, em có giận chị với mẹ chị không Oanh? Chị thì em không có giận. Dì ba nói á, tụi mình không có lỗi gì hết. Nhưng mà vì mẹ em nghĩ là em không thể gặp mẹ chị được nữa. Nội, hôm nay sẵn đang vui, nội hay là mình chụp một tấm hình đi, để tối nay con post lên Facebook khoe với tụi bạn của con. Không được, chờ mẹ con tỉnh lại đi, rồi ra đây cắt bánh kem rồi chụp hình luôn. Dạ. Dạ, con chào mẹ. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Cô đến đây làm gì? Nhà tôi chỉ mời một người khách thôi, không mời người thứ hai đâu. Mẹ ơi, mẹ đã chấp nhận Ánh Tuyết rồi. Con xin mẹ đừng quá khắt khe với con như vậy. Con sẽ không làm gì quá phận mình đâu. Cô đang làm quá phận đó. Cô muốn gì? Con dâu tôi vừa mới về, con trai tôi đang ngồi canh cho nó ngủ á. À, cô muốn đem con gái cô đi hả? Vậy thì đi đi, đi với mẹ cô đi. Mẹ, mẹ tới đây làm gì vậy? Con đã nói với mẹ là mẹ đừng tới đây rồi mà. Bao năm qua con đã nghe lời mẹ, con đã tránh xa anh Nam rồi. Nhưng mà mẹ thấy anh Nam có hạnh phúc hay không? Người mà anh Nam yêu là con, chứ không phải là cái... Bà im đi! Tôi cấm mà không được nhắc tới mẹ tôi. Bà tới đây làm gì? Bà muốn cái gì? Đi vô trong đi con. Chị Tuyết, chị nói mẹ chị đi về đi. Lỡ như mẹ em tỉnh dậy rồi lại kích động thì sao? Chị không thấy chuyện vừa xảy ra lúc nãy hả? Hả? Con, chuyện gì xảy ra? Hả? Dạ mẹ ơi, con có sao không? Con dạ con... chuyện gì? Con không có sao hết á. Người ta chỉ kích động một chút thôi, nhưng mà ba đã che cho con rồi, con không sao hết đó mẹ. Về nha mẹ. Mẹ, mẹ thấy rồi đó, anh Nam lúc nào cũng lo lắng, yêu thương và luôn muốn bảo vệ cho tụi con. Mẹ có thể ép buộc một người miễn cưỡng ở bên một người khác, nhưng mẹ không thể ép buộc được một trái tim thôi nghĩ đến người mà mình yêu thương được. Cô có nghe mẹ cô nói không? Và bây giờ cô chọn đi. Cô đi về với mẹ cô, hay là ở lại ngôi nhà này để dự tiệc với chúng tôi? Dạ thưa bà nội, ngày hôm nay con thật lòng tới đây là muốn mừng thọ nội mà nội. Cô nghe con cô nói không? Nó còn biết tình biết lý hơn cô nữa. Tôi cho cô một lựa chọn. Nếu con gái cô ở lại Nam Thiên và sẽ trở thành cháu nội của dòng họ Nguyễn Hoàng, với duy nhất một điều, cô rời khỏi nơi đây, biến khỏi Việt Nam và đi khỏi mắt chúng tôi càng sớm càng tốt. Cô lựa chọn đi. Bao nhiêu năm qua rồi, vậy mà mẹ vẫn giữ ý định buộc con phải rời đi hay sao hả mẹ? Con đã gần này tuổi rồi, con biết phải đi đâu. Nếu như không có, không có con, không có chồng con ở bên cạnh. Ai là chồng của cô? Con trai tôi chỉ có một người vợ duy nhất là Lệ Bình thôi. Nếu cô muốn mang con cô đi theo thì cô mang đi đi. Và tôi thì cũng đang làm y như cái cách mà con cô đối xử với Hải Yến vậy. Lựa chọn đi. Thu Cúc, anh nói em đừng đến đây rồi mà. Em xin lỗi, nhưng mà em chỉ muốn đến đây để mừng thọ mẹ. Và cũng muốn tận mắt chứng kiến con Ánh Tuyết của mình được đoàn tụ cùng gia đình thôi. Em à, anh xin em hãy vì con của chúng ta, đừng để nó bị lôi kéo giữa hai bên nữa. Nó đã được bà nội chấp nhận rồi. Cúc à, anh với em đã già rồi,
nghe lời anh, để anh đưa em đi về. Đứng lại đó. Vợ con vừa mới về và con thấy sức khỏe nó rồi đó. Mẹ quyết định là kể từ hôm nay nó sẽ ở lại ngôi nhà này, và mọi người sẽ thay phiên nhau để chăm sóc cho nó. Mẹ đã chấp nhận Ánh Tuyết làm con cháu trong nhà này, và như vậy thì mẹ nó biết là mình cần phải làm cái gì. Dạ thưa nội, con sẽ đưa mẹ con về liền. Bà nội đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ ơi mẹ, mẹ về đi mẹ nha. Mẹ, mẹ, mẹ ơi mẹ, con đang nghĩ mẹ đó mẹ. Mẹ về đi, về đi mẹ. Tám mươi tuổi rồi mà mẹ vẫn còn phải chứng kiến cái cảnh là cô ta tới đây và đòi con từ mẹ. Bây giờ thì con hiểu cái cảm xúc của mẹ mấy chục năm trước chứ. Tại sao vậy con? Làm sao con cái của con nó có cảm giác yên tâm, nó có thể tin vào tình yêu, tin vào hạnh phúc và nó thành lập gia đình được? Nam ơi, mẹ phải sống trong tình trạng bất an này tới bao lâu nữa hả con? Mẹ ơi, mẹ, mình chụp hình nha mẹ. Hôm nay là ngày mừng thọ của mẹ, cả nhà mình cùng chụp hình mẹ nha. Nội, chụp hình đi nội, mẹ con tỉnh rồi nội. Chụp hình đi nội. Mẹ, qua đây. 1, 2, 3. Chúc mừng sinh nhật nội.